rất là tốt. Tốt bạn. 99. Hi, xin chào cả nhà. Bữa nay em phải dậy thật sớm luôn á, đi cùng với lại chồng em với ba chồng em đi ra tảo mộ tổ tiên nè. Mở mắt ra là nghe tiếng pháo nổ rầm trời rồi đó. Tại vì ngày hôm nay là ngày mùng 5 Tết, mà thông thường á, vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết á, thì người Trung Quốc ở đây á, thì người ta sẽ dành ngày đó để đi tảo mộ tổ tiên. Đáng lẽ là em cũng không được đi theo đâu, tại vì ở bên này người ta vẫn còn cái giữ cái hủ tục đó, kiểu vẫn có một cái chút gì đó gọi là trọng nam khinh nữ, nên là sẽ không có cho con gái phụ nữ đi ra tảo mộ tổ tiên đâu cả nhà. Chỉ có con trai, cháu trai trong gia đình nó mới được đi thôi. Nhưng mà em là bắt buộc đi á, tại vì năm ngoái em là con dâu mới về là phải đi ra mộ tổ tiên một lần. Nhưng mà vì năm ngoái em mới về á, thời tiết nó lạnh hơn năm nay nhiều lắm, cho nên là năm ngoái em không có đi được. Nên là ba chồng em bảo vậy thì năm nay phải đi bù, nên em mới được đi theo được biết thêm cái phong tục này đó cả nhà. Và chỉ đi một lần năm nay thôi, năm sau và những năm sau nữa thì em không được phép đi theo nữa đâu. Với lại Ginh á, thì chờ Ginh lớn hơn một chút á, thì năm nào Ginh cũng sẽ theo ông với lại ba đi ra đây hết á cả nhà. Khu vực này á, là ngày trước mọi người chôn cất mộ phần ở đây nhiều lắm, cho nên là bây giờ á, mọi người đến đây cũng rất là đông luôn này cả nhà. Xe đậu mà kín hết lối đi luôn, hai chồng em chạy không vào luôn á. Cái này đi tảo mộ cả nhà. Mộ ông bà người ta đốt pháo chứ. Trơ liệm à? Ừ. Ba ba nào. Đất này của ông chú trồng trồng kiwi á, chú họ ngày xưa thì ông bà đều chôn ở đây. Cho sĩ ta gọi là nhìn bất chi tờ bất chi mày nén đâu chứ mà chứ nhớ của hàng mày lại bà chứ nén gì mày lấy lấy mà hắn chọn thì tôi sẽ lấy cân ba ba chỗ là để cái giấy này lên đây sao ta? Để xung quanh mộ vậy. Mẹ chồng em đem theo đồ chay, đồ cúng với lại tiền vàng. Là cái giấy trắng trắng này để lên mộ vậy, không biết để làm gì. Ngộ ngộ ha. Khúc này là em ngơ ngác luôn đó cả nhà, em không biết là ba chồng em với lại chồng em đang làm cái gì luôn á. Mà thấy đào đào bới bới tìm tìm, lát nữa thì em mới biết được là à, thì ra là tìm cái dấu mộ của ông bà. Tổ tiên á là có 4 người chôn ở đây, nhưng mà giờ kiểu như 1 năm mới đến một lần đó cả nhà, nó bị vùi lấp hết trơn rồi. Với lại đất này đất người ta trồng kiwi á, người ta tới đây người ta cày bừa người ta trồng á này kia, cho nên là những cái mộ nhỏ là thường bị lấp hết bằng luôn.
nên là ba chồng em đang lần theo dấu là tính từ cái mộ chính to lúc nãy là đi về hướng này, là cách mấy bước chân á là sẽ tới một cái mộ nữa. Sau khi tìm thấy được cái dấu mộ cũ rồi á thì lại kêu chồng em cột cái giấy trắng này lên xung quanh cái khu vực đó để làm dấu nè. Chỗ khu đất này á cũng không phải chỉ mình gia đình chồng em có mộ tổ tiên chôn ở đây đâu, mà những người trong thôn xóm cũng rất là nhiều luôn cả nhà. Nên nhìn dưới đất có những cái dấu đào đào á rồi để giấy trắng lên trên á là đó là một cái mộ đó. Nên là em nhìn xung quanh ở đây này rất là nhiều luôn. Tự nhiên em nhìn thấy cái cảnh này cái em thấy có một cái cảm giác khó tả quá cả nhà. Em thấy nó cứ bị làm sao ấy, mộ tổ tiên mà thấy kiểu sơ sài mà kiểu sao á, không biết nói như thế nào luôn. Tại vì trước khi mà ra mộ tổ tiên là em trong đầu em cứ nghĩ là cũng phải giống giống như ở Việt Nam mình, nếu mà không có xây mộ tử tế thì cũng phải có cái bia, có cái gì hết cả nhà. Nên không có một cái gì luôn, không có một cái bia mộ, cũng bây giờ cái mộ cũng không còn được nguyên vẹn nữa luôn, mà phải đi lần mò theo dấu như thế này nè. Tự nhiên em cảm thấy có một cái gì đó, nó giống như là có một cái gì đó mất mát ấy, thấy nó rất là khó chịu nha. Nhưng mà em không dám nói, em hỏi chồng em sao mà mộ ở đây ngộ vậy, sao lại chôn mộ tổ tiên mà như vậy. Nếu mà bây giờ đất người ta trồng trọt á thì mình có thể bốc mộ đi chỗ khác mà chôn là đúng không ta? Nhưng mà chồng em với ba chồng cũng nói là đây là cái phong tục từ xưa tới nay rồi, là người Trung Quốc ở đây á, là người ta mất á là chôn ở đâu là để nguyên ở đó, không có được phép di dời đi chỗ khác á cả nhà. Mà bây giờ cái mộ đã như vậy rồi á, sau này vài chục năm nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc lúc đó cái mộ tổ tiên tụi em tìm chắc cũng tìm không ra luôn quá. Đây là lần đầu tiên em ra mộ tổ tiên của gia đình chồng em á, em mới biết luôn á. Giờ em nghĩ lại em mới thấy là hèn gì cái đợt mà em đi ăn giỗ 3 năm á, giỗ cuối cùng á của nhà họ hàng á. Tại sao mà lúc đó người ta máy xúc máy cẩu này kia người ta làm việc ở đó, người ta cào trúng mộ thì bây giờ em cũng hiểu rồi đó. Tại vì cái mộ phần chôn ở đó mà không có dấu tích, không có để một cái bia mộ hay là cũng không có gì hết, nó chỉ giống như một cái ụ đất nhô lên thôi. Có nhiều cái còn nhìn không thấy, giống như những cái lúc nãy ba chồng em tìm á, bằng lì với mặt đất luôn á, thì làm sao mà biết được. Nên là nhiều khi người ta cào trúng rồi người ta mới phát hiện ra, nên người ta mới lấp lại. Với lại ngày xưa người mất á, người ta chôn cất cũng đơn giản sơ sài, với lại đa phần là chôn cất trong đất của gia đình. Nhưng mà sau này á, thì nhà nước người ta phân chia đất lại á, thì cũng đâu có được như ngày xưa nữa đâu. Nên là đất bây giờ người ta để canh tác, người ta trồng trọt này kia rồi, nên là cũng phải chấp nhận này cả nhà. Mà với cái phong tục là không có được di dời mộ á, thì phải chấp nhận rồi. Một năm đến đây một lần để kiểu như là để tưởng nhớ thôi. Sao chứ cơ ạ?
Còn một cái mộ phía đó nữa, nhưng mà ông ba chồng kia em ở đây, em ở đây em cũng không dám đi nữa. Cái giấy trắng này là để đánh dấu phần mộ á cả nhà. Giấy trắng này là để đánh dấu phần mộ. Xong rồi cúng rồi đốt tiền vàng xong á thì đốt pháo hết, giống như là báo hiệu. Lấy dùng tiếng pháo để báo hiệu lên á. Giờ sẽ cắm pháo xuống để đốt nè. Ở Việt Nam mình á, mình cảm thấy mấy cái ngày như vậy nè, mấy cái phần mộ tổ tiên á, mình cảm thấy rất là thiêng liêng á cả nhà ha.
phải là họ qua loa hay là cái phong tục của họ như thế nên là họ mới không có thay đổi. Không có kiểu không có chôn cất, không có xây mộ mã như ở Việt Nam mình hơn. Chết ở đâu là để đó luôn á. Nó là nó trên đây chỗ à? Giờ đi về thôi cả nhà, xong rồi. Sao lại chúng ta lại chúng ta lúc điện thoại chẳng giờ. Đáng lẽ sáng nay là đi sớm hơn nữa cơ, là mấy ông chú nó trong họ hàng là đi ra đây tẩm mộ sớm lắm rồi, đi từ lúc 6 giờ cơ. Mà tại vì hồi tối hôm qua là ông ba chồng em với mấy chú là bàn với nhau là 9 giờ sáng mới đi, nên là bảo với em là 9 giờ nên là em mới định đồng hồ là tới 8 giờ sáng em dậy là 9 giờ đi là vừa. Ai dè đâu á, khi em thức dậy thì ba nói thôi đi lẹ đi chứ mọi người đi hết rồi, nên là đâu có kịp ăn sáng gì đâu cả nhà, là đi luôn á. Mà mọi người chú bác này kia là đi xong hết rồi nên là giờ còn có mình gia đình em mới đi nè. Bữa nay đi tạo mộ về á, mà cảm thấy trong lòng á, nhiều cảm xúc khó tả quá. Chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa nè cả nhà. Ố cua. À cua. Ta cua. À gia đình nhà cô lớn đến. Đi vô nhà thôi. Bữa nay gia đình cô lớn ghé nhà em nè, còn lì xì cho hai mẹ con em nữa. Bữa trước Tết hai vợ chồng em có ghé nhà cô chơi rồi á, nên là định là bữa nay Tết ra không có ghé qua nữa. Tại vì cũng xa, đi lại cũng khá là bất tiện. Nên bữa nay á, cô với lại con cái trong nhà cũng đến ghé thăm nhà em nè. Ngồi chơi một lát rồi, nhà cô lớn cũng đi về đi sang nhà họ hàng khác nữa. Tết là vậy á, đến ghé thăm chơi lúc là đi à. Hả? Không à. Má được rồi. Hả? Chín thiên quản sang vô vụ sợ lắm. Bye chồng, bye bye đây. Bye bye. Bye bye. Sao sư ta chồng? Đó, đi bye bye. Bye bye chồng. Bye bye. Bye bye sao sư ta chồng. Hả, đi mang chồng bà. Mang điện. Thank you.
là chỗ là bây giờ tôi lộn cô lớn cho em 200 cho gần 100.